bạn. Hôm nay mình trân trọng giới thiệu với các bạn cuốn sách của tác giả Bùi Quốc Châu, Học Thầy Không Tài Học Bạn. Cuốn sách này có thể nói là một cuốn sách cũng khá là lâu năm rồi, do trực tiếp thầy Bùi Quốc Châu viết. Thực tế này, cuốn sách này cũng được gọi là cuốn sách cổ mà ít người biết tới, Học Thầy Không Tài Học Bạn. Thì lời nói đầu này thì thầy có trình bày: từ lâu tôi có ý định soạn một tài liệu mang tính chất thực tế, sinh động mà lại gần gũi với tâm trạng của các học viên mới làm quen với phương pháp. Một tài liệu như thế sẽ làm học viên tránh được nhiều sự bỡ ngỡ lúc ban đầu, vừa có được niềm tin, sự thích thú cũng như kinh nghiệm quý báu để tiếp thu được phương pháp nhanh hơn, chính xác hơn, đỡ mất nhiều thì giờ đứng trên vai của những người đi trước. Tài liệu đó tôi gọi với cái tên nôm na như ông bà ta đã gọi: Học Thầy Không Tài Học Bạn. Và đó chính là tài liệu mà các bạn hiện đang cầm trên tay. Đó. Nội dung cuốn sách nhỏ này chủ yếu sẽ gồm các bài thu hoạch của các học viên đi trước. Qua đó bạn sẽ thấy được tâm trạng của chính mình, và điều này làm các bạn cảm giác được chia sẻ. Cũng qua các cuốn sách này, các bạn còn học thêm được nhiều kinh nghiệm về chuyên môn của bạn mình, với một ngôn từ dễ hiểu, cụ thể, sinh động. Đó chính là học thầy không bằng học bạn. Mặc dù ông bà ta có câu không thầy đố mày làm lên, bên cạnh đó các bạn cũng thấy được tính hấp dẫn mãnh liệt của phương pháp diễn trần. Một điều làm bạn ngạc nhiên không ít ở buổi đầu, chính những tâm tư tình cảm mà các bạn đi trước mình đã dành cho phương pháp sẽ khiến cho bạn ngạc nhiên, từ đó sẽ có được niềm tin vào phương pháp. Điều này rất cần cho việc học tập, vì nếu không tin tưởng và say mê, các bạn sẽ khó mà tập trung cố gắng học và áp dụng những điều đã học. Mà chính việc áp dụng những điều đã học vào thực tế một cách đúng đắn, kiên trì và khéo léo mới là vấn đề quyết định sự thành công của các bạn sau này. Tất cả các phác đồ được điều trị trong tập sách nhỏ này sẽ được xếp theo thứ tự alphabet cho dễ tìm. Tuy nhiên, một điều cần nhớ, những phác đồ này dù sao cũng có ý nghĩa như những bài tập, bài mẫu có tính chất gợi ý mà thôi, chúng không thể có giá trị trong mọi trường hợp. Đó. Cuốn sách này được thầy in, thầy lưu hành nội bộ năm 1992. Đó. Trực tiếp thầy biên soạn nhé các bạn nhé. Đó, thì như lời giới thiệu rồi, cuốn sách này các bạn mới học, các bạn hoàn toàn có thể tìm được một cuốn sách của những người đi trước, những người cũng đứng ở cái vị thế như mình, người ta chữa cho bệnh nhân thế nào, những người mới chập chững bước chân vào diện trần. Thì các bạn đọc, các bạn sẽ nhìn thấy cái bóng dáng của mình ở những cái này, rồi các bạn sẽ học được rất nhiều các kinh nghiệm, các kỹ thuật, rồi những cái câu hỏi, câu trả lời, ví dụ huyệt nào hoặc phác đồ bạn nào tâm đắc nhất, câu trả lời đây, rồi những cái bài viết, những cái kinh nghiệm chữa bệnh này. Đó. Bầm sưng do chấn thương va chạm này, bệnh huyết trắng này, bệnh bí tiểu này, bệnh huyết áp thấp này. Đấy. Rồi những cái bài viết của các tác giả hàng đầu ở đây, ví dụ bài một vài mấy ý kiến của tác giả liệu pháp phản xạ vùng não tủy và xoa bóp phản xạ ra đầu mặt cổ tử cung. Rồi góp ý nhân đọc bài liệu pháp phản xạ thần kinh của bác sĩ Võ Khu Khôi Bửu, Trung tâm Đào tạo và Bồi dưỡng Cán bộ Y tế Thành phố Hồ Chí Minh. Đó. Tóm lại, đây là một cái cuốn sách mà kinh nghiệm của những người đã học trước mình, do thầy Châu trực tiếp biên soạn, và các bạn có thể đọc để giúp cho mình tự tin hơn khi mà mới bước chân vào diện trần. Chúc các bạn thành công.